cho xin dạ, cảm ơn chị Thúy Lý. Dạ cảm ơn. Rồi cảm ơn con trai nhiều. Đây là tấm lòng của quý vị. Thầy cô sẽ gửi cái mâm này nha. Giang Mai Hương em cũng có thể cầm cái mâm này đi cho chị. Đây bên đây. À, bên này. Và số tiền này nè. Số tiền này sẽ được gửi riêng cho gia đình ha. Và gia đình sẽ mua mua đồ ăn ăn. Rồi cảm ơn Ngọc cái xuống đi luôn Ngọc ơi. Dễ thương quá. Người đàn ông mình đang giúp người em chỉ là 1.000 đồng 2.000 đồng 5.000 đồng thôi, nhưng rất là ấm lòng, xin cảm ơn bà con này luôn. Đây bà con nào muốn hộ bỏ đây áo xanh đẹp, ai gái xanh đẹp ủng hộ. Gia đình của bà Quyên đang rất cần sự hỗ trợ chung tay của chúng ta.